Tuyết Nhi cứ bảo là đừng thần thánh kem chống nắng quá, mình suốt ngày không có kem chống nắng cũng có làm sao đâu. Chị Trang, chị Trang, chị đi ảnh ghen với em đi, lão chồng em đang ngồi ở dưới kia kia. Trong nhà hay là ngoài trời? Ngoài trời, nhưng mà chị hỏi nhiều thế nhở? Nhanh lên đi đi đi. Đợi chị một tí. 2 hours later. Chị làm cái gì mà lâu thế, lão tẩu thoát mất rồi. Hả? Cái gì? Giờ này mà chị vẫn còn bôi kem chống nắng với cả trang điểm á? Ừ, đi cả tiếng đồng hồ ngoài trời không bôi kem chống nắng có mà toang à? Đi, à? Em cũng vào đây bôi kem chống nắng với chị. Xong rồi chị em mình ghen ghen. Bôi kem chống nắng với chị. Xong rồi chị em mình ghen ghen.